Mọi người nhé, hay máy anh ra giới thiệu cho các bạn một con máy hút ẩm dòng Toshiba. Mã của nó là RADC80DFX. Con này công suất là hút 8 lít trên ngày, dùng cho phòng 30 mét vuông đổ lại mọi người nhé. Dòng này cũng đời cũng khá là cao đấy ạ, đời 2010. Máy thì chạy thì nó là siêu êm luôn. Hình thức thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà con này máy này mình rất là thích, thì nó chạy rất là êm luôn. Các tính năng của nó cũng rất dễ sử dụng ạ. Đây hút ẩm để sấy này, tốc độ gió này, đèn gió hẹn giờ, cảnh báo độ ẩm rất dễ nhìn, đấy, thấp trung bình cao mặt trước này. Đấy. Thì một con máy rất là nhỏ gọn mọi người nhé. Đấy, còn Toshiba thì cái rất là nhỏ gọn, thông số của nó đây mọi người nhé. Thì hiện tại con máy đang có cửa hàng giá cũng rất là phù hợp với phòng có diện tích khoảng 30 mét vuông. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình để nhận được thông tin chi tiết của máy này nhé.